Để lên nè. Ở đó ông bự cũng nằm trong khe á. Đây cho à, cái nhà thằng cháu mình bắt thêm một con cu lông rồi mọi người. Quá ok mọi người. Giờ mình vừa bắt xong nè, cả nhà thấy không? Đó, rất là nhiều nha mọi người. Con rước mình luôn. Rồi ăn thoải mái vô đi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch CTV của mình nha. Ngày hôm nay thì xin sẽ cùng với cả nhà trải nghiệm đi bắt một cái con ốc. Đây cái loại này là gọi là loại ốc sông kinh nha cả nhà. Dân biển thì người ta sẽ gọi nó là ốc, sẽ gọi nó là con trúc biển. Thì ngày hôm nay thì xin sẽ cùng với mấy đứa cháu mình với lại cả nhà sẽ trải nghiệm đi bắt cái con trúc này nha. Rất là nhiều. Ở hòn đảo mình rất là nhiều cái loại ốc này. Nó rất là bổ dưỡng và ngon lên cả nhà. Bây giờ hôm nay thì xin sẽ cùng với cả nhà đi bắt nó nha. Dạ bông hả? Ơi, bây giờ mình không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi trải nghiệm cái loại ốc này nha mọi người. Mình bắt nó về để mà mình sẽ xào vô. Mình sẽ ram bơ nha mọi người. Ô, hôm nay mưa mọi người ơi. Trời đang mưa. Hả? Vậy nhỏ quá vậy? Bỏ đi. Đi mọi người ơi. Nè. Thằng cháu của mình vừa mới bắt được cái loại ốc này nha mọi người. Ốc ốc gì vậy? Ốc bọt phải không? À, ốc này bự lắm nha mọi người. Mình nếu mà đã coi cái series video của mình đó thì sẽ biết được là cái kênh của mình đang cũng có loại ốc này nè, nhưng mà nó nhỏ hơn nha. Đây là loại bự. Có không? Cái đó cua bàng á, nha bàng đó. Đây. Đây. Coi chừng có cá nè, cá nó hay núp vô đây nè. Coi thử cá núp vô đây không. Đây. Trời đang mưa mọi người ơi, có gì thông cảm cho mình nha. Nhiều khi không được đẹp nhưng mọi người thông cảm à, trời đang mưa. Bao giờ cái chút rồi đó. Ồ. Thằng cháu mình nó bắt được con cua đá bự mọi người ơi. Cua lông hả? Ồ, cua lông bự. Không. Cua lông. Nè bỏ đi con ơi. Thả đi xuống cái. Ê cứ chờ. Ê. Hay ghê trời. Ê cứ chuẩn kẹp mà kẹp cái là bánh tay luôn á. Con này cắn mạnh lắm.
bỏ ghê đi. Bắt được con cua đá rồi mọi người. Đây là con cua lông nha. Rồi nó cắn đau lắm mọi người. Đi thôi. Coi trong khe đá đó nó hay có. Đây đây đây. Cháu mình nó bắt được thêm con mọi người. Bự lắm, từ từ báo từ. Bự quá vậy. Ồ bỏ vô nè. Được hai con mọi người ơi. Có chút không? Hồi nãy giờ mình vẫn chưa thấy chút mọi người à. Đó. Mấy con cháu mình đang cố gắng tìm chút. Mấy con chút này nó hay nằm trong cái kẹt đá đó mọi người. Để đi qua để đi hướng này cho nó dễ thôi. Qua. Ây da. Xuống nhẹ nhẹ thôi, đá nó nhiều nè. Có chút không? Ốc hả? Ốc bự không hả? Bỏ đây đi. Ba ốc bự như hả? Vậy hả? Đâu đi cho anh đây? Em bỏ đây đi. Bỏ vô. Nè, lấy miếng nước đi. Cũng nhấp nhấp đây nè. Mấy con đó khó. Có hả? Cũng nhấp miếng. Đang nhấp uống miếng đi. Có không đây bên? Đây con này đây. Cái này muốn ai đi đặt rồi. Ốc bự mà. Đó lấy này. Bự mà. Bảo ơi. Lấy trong khe này ra đi. Đó. Rồi quẩy đi. Trời bự mà. Sao lưng con kìa bảo ơi. Gán lọ đi chút xíu nữa đây là có chút rồi, chỗ này chắc chưa có đâu. Chỗ này hào nhiều nè. Chỗ này hào sữa là nhiều đúng không? Hào sữa. Nhỏ hả? Nhỏ đâu? Nhỏ xíu rồi thôi, bỏ đi. Nãy đâm con bự hơn con có 1 miếng mà nát bấy rồi. Cả nhà có thấy ốc tay quỷ không? Lộng cái móng tay quỷ mọi người thấy không? Đó. Ở đảo mình cũng có nha, nhưng mà nó nằm sát vô đây khó lấy lắm mọi người. Móng tay quỷ á. Ăn ngon lắm. Cái đó gọi là món tay rùa. Bự lắm không? Hai con luôn, Đâm đi, đem lên cho cậu quay. Giờ đâm đi, Ra bên. Giờ mình đâm đi. Đâm lên đi bảo rồi đó. Thì nó ra trước cái đó cậu ơi. Cậu như bá rồi. Cậu ống cậu. Ở đây nè. Anh trai bắt ốc nhiều lắm mọi người. Giờ này nó lên nhiều lắm. Phút này bao la là ốc. Quá sạch. Đó, cả nhà thấy không? Hào sữa một đống luôn nè. Đó, đây là hào sữa cả nhà. Hào chất lượng không? Ô, có con ốc đắng nè mọi người. Đang. Để lấy ốc đắng lên. Đó, con ốc đắng nè mọi người, thấy bự không? Ồ, quá trời luôn. Qua hào sữa nè mọi người. Ừ, nhỏ mà. Hào quá nhiều luôn ha, hào nhiều cơ. Lấy được không? Được. Lấy nó ra.
Để con khỉ nó mày luôn. Ba lọt rồi, ốc sông kinh chứ coi. Chút. Hai ba hai con đầm đủ. Ui. Sợ lấy cọt cái con thử xử là đâu? Cái con dễ xử nè. Đứng quanh quanh. Lấy lấy thêm con thứ hai nữa không? Bể luôn. Em đi luôn anh xin. Đang chạy nè các bạn ơi. Nghe mình đang chạy quá trời luôn. Là cho cả nhà xem nè, cú lông bự lắm các nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Giờ. Con này cắn nước dữ quá rồi. Đúng rồi, đưa lên đó. Cẩu cẩu cẩu. Có chừng có dựng chạy, có dựng chạy. Còn cái dao đâu cậu không kịp con đâu. Dao cậu. Con tôi không. Đâm đi, đâm đi, con cú lông rõ nữa kìa. Đâm nó ra trước đi, đâm con nó ra trước đi. Ừ. Rồi chưa? Lấy ra cho. Lấy ra cho, đây con lấy ra cho. Con dựng kẹp á. Nãy con bóp con đưa ra. Cậu lấy cho mày lấy nè. Ok. Cái gì nó cứng quá vậy? Ừ. Coi chừng bảo chừng chừng. Lấy cái càng luôn bảo ơi, khỏi cần lấy cái mình. Coi chừng con kia kẹp, coi chừng cái càng con kia kẹp. Đó. Ồ, ok, bự bự. Nè, cậu 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 cứ cái. Nè. Để con đâm luôn con kia ơi. Đâm kia đi. Cả nhà hồi nãy giờ mấy cậu cháu mình đã bắt rất là nhiều con cua này cả mọi nhà. Đó, đây là cái con cua lông ở đảo mình hay gọi là cua lông nha mọi người. Loài rất là bự nha. Thôi bỏ đi kiếm con khác đi. À, trời hơi nắng mọi người. Hồi nãy trời mưa quá trời luôn. Bây giờ cậu cháu mình đã tới một cái chỗ có thể nói là rất là nhiều cua hải sản với lại hào sữa nha mọi người. Hôm nay thì có thể nói là cũng rất là bộn bể cả nhà, rất là nhiều, có nghĩa là mình với mấy cái cậu cháu mình bắt rất nhiều đây. Cháu mình nó bắt được thêm một con ốc sông kinh. Đây là cái con chúc nha mọi người. Mình sẽ về cạo nữa, bắt nó về xong. Cậu cháu mình sẽ về cạo cạo cho nó sạch hai bên nè. Cái loại này á rất là dễ. Cái loại này rất là dễ cạo nha mọi người. Cạo như thế nào thì cả nhà cứ theo dõi hết cái video của mình nha là sẽ biết cái loại này ăn như thế nào. Rất là ngon. Rất là nhiều chất dinh dưỡng đó mọi người. Đây. Cái loại này rất là cứng nha mọi người. Đó. Cứng lắm đó mọi người, nên mình chỉ lấy như thế này nè. Sẽ có một số con sẽ lấy hơn nữa. Giờ này nó ra mới nhiều. Này lên nè. Lên. Đó. Từ từ đó đi từ á. Rồi ok. Nước không có sâu đâu mọi người, cũng vừa đủ thôi. Đây. Rồi, con này cũng được. Thôi bỏ đi, con này nhỏ quá mọi người. Cái con bự á dễ cạo mấy đứa ơi. Tí không lấy con nhỏ đi trời. Con nhỏ này không? Con này sao? Con này nó khó cạo lắm mọi người. Mọi người nhớ là đừng có lấy cái loại này nha. Nó khó cạo lắm. Đó
coi coi cho chỉ đi. Ừ. Chừng có cua nha. Coi chừng khúc này cua nhiều lắm đó. Thằng cháu của mình nó đâm được một con rất bự luôn anh em ơi. Đó, đem lên đem lên. Đó đó. À, cái đầu cua rất bự nha, cẩn thận kẹp đó. Rồi càng bự ra. Về mình ram bơ luôn ha. Bẻ càng luôn đi. Thôi bỏ vô đi. Bỏ vô đây nó chạy. Ờ vậy bẻ càng đi, bẻ càng đi. Bẻ càng. Ram bơ hết bài. Này phải bẻ càng mọi người, tại cái thùng nó nhỏ quá. Tí Hòn lấy Tí Hòn ơi. Lấy mấy cái bọc ra đi Tí Hòn ơi, rồi đựng cua riêng Tí Hòn ơi. Ai ai. Chừng kẹp. Bẻ đồ rồi bẻ cho. Nha. Hai bọc lắm. Coi chừng cái bảo. Con này bự lắm mọi người. Thả ra con mày. Kéo ra đây nè. Đó. Con bẻ đây đó, bẻ. Coi chừng bẻ cái càng bự xíu đi. Sức của mày sao bằng mà. Sức của mày sao bằng sức của con cua đá hở đuôi bắt được. Bẻ mạnh ra, bẻ cái càng bự xíu đi đó. Ok mọi người. Cho một cái càng. Đó nha, ngon ghê không? Cái này mà ram muối ram me tới luôn. Ủa có gì cơ cậu? Lấy luôn đi. Nó nằm túi kia đó rồi. Mọi người khổ không đi. Đánh cua được rồi. Ui xa. Phải đi qua đây mọi người. Đó. Giờ này chút nó không được bao nhiêu mọi người. Có như đây à. Giờ mình sẽ đi từ đây qua cái em đó coi có chút không. Mình sẽ kiểm tra thử mấy cái gốc đá này coi thử coi chút bao nhiêu con ha. Lần trước mình đi rất là nhiều chút nha mọi người. Nhiều chút lắm. Đồ ăn rất là ngon. Cố gắng bắt thật nhiều để về ram bơ cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Coi có không? Rồi qua kia. Cả nhà ơi, mình vừa mới phát hiện một con cua rất là bự nha mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Rồi rất là bự nha. Đó, bây giờ đâm đi bảo ơi. Để con cháu mới đâm lên nha mọi người. Để cho mọi người xem qua. Cố gắng đập cho nó dựng chính xác thôi. Mạnh lên đó. Đưa lên. Đồ, ê, có chân. Đây, đâm người qua đây lại. Nó gần nữa. Cô gì con? Cua đá. À. Từ. Có con chút chổng nè, thấy chút không? Lấy được không? Dao đâu đi mà. Lấy ra đi. Nó bự ghê. Đó. Ok. Quá bự luôn mọi người. Đó, cái càng cái này nè. Cái loại này thì mình đem về mình ram bơ luôn mọi người. Bỏ vô đây. Cái bịch luôn nè các bạn. Chứ không bỏ vô đây. Con này nó muốn chết rồi cậu ơi. Thì con coi con bỏ vô đi. Kéo qua đây nè. Đưa bọc lại coi. Rồi cho bỏ vô đi tại sao. Đó. Như đây ram bơ ngon rồi không? Đây. Ở trong này có mấy chút cả nhà thấy không? Nếu mà mình đi trễ quá đó, ví dụ đi buổi sáng cả nhà nhớ đi buổi sáng nha. Chứ còn mà đi trễ quá 9 10 giờ thì nó sẽ vô tới đây nó nằm ngủ nè. Cả nhà thấy không? Thường nó sẽ bò ra tới đây luôn. Đó, mình bò ra tới đây. Nó sẽ bò ra tới đây để mà nó ăn. Đó, bây giờ mình sẽ đi kiếm xung quanh đây coi có không cả nhà. Cả nhà thấy hào sữa nhiều kìa không? Đó. Rất là nhiều hào sữa luôn, xung dưới chân mình có nè. Hào rất là ngon nha. Ở đó ông bự cũng nằm trong khe á. Đây nè cả nhà, cho cả nhà xem ốc đắng nha. Ốc này nó không có đắng quá mọi người, nó cũng hơi đắng thôi nên mới gọi là ốc đắng. Đó, nó cũng có một cái độ đắng nhẹ chứ không có nặng mọi người. Thôi giờ cậu cháu mình sẽ đi kiếm chút để về nha. Rồi qua ghê đi. Có trong cái khe có. Đó cả nhà thấy không?
giờ này là nó vô trong hang nằm hết trơn. Quá trời. Ở đây thì mình có phát hiện ra một con cua. Cua lông này mọi người thấy không? Đó, phát hiện ra một con cua lông. Nó vừa tới hang rồi, vừa tới trong. Quá nhiều. Biết chỗ này câu có cá không ta? Chỗ này biết câu có nhiều cá không? Cho cả nhà xem, ở đây mình cũng có ốc tai quỷ nha mọi người. À, móng tai quỷ, xin lỗi mọi người, mình nhìn thấy lộn hoài. Đây cả nhà thấy không, đây là một móng tai quỷ nè cả nhà. Cái giá đắt đỏ nhất nè cả nhà thấy không. Đúng là cái giá đắt đỏ của cái móng tai quỷ nữa. Nó ở gần trong đây nè. Ở này sao lấy được trời. Nó đã nằm từ nhỏ đến lớn mọi người. Đây không có nè cả nhà thấy không. Rất có nhiều bạn ít biết cái loại móng tai quỷ này lắm. Bên nước ngoài á, người ta ăn nhiều loại lắm mọi người. Nó cái loại móng tay quỷ vậy nè. Bữa trước mình có lấy ra một lần rồi, nhưng mà nó không lấy ra được hết mọi người ơi, cứng lắm. Này phải đục đá ra đấy luôn á. Còn đây thì mình có rất là nhiều hào, hào sữa không à. Hào này bạn nào có thích ăn thì ra lấy nha. Thấy không, hào sữa quá trời luôn. Rất là nhiều hào. Chứ mình hào nhiều lắm. Quá trời hào luôn. Hào bụi không à. Bên đó cũng có hào quá đó mọi người. Ồ thấy không, hào quá trời đúng không. Nhìn bỏ trong trong thang. Rất là nhiều. Cả nhà ơi, mình đã tới một cái chỗ rất ốc nhiều luôn cả nhà. Nè cả nhà thấy không, ốc bự không à. Ủa quá dốc luôn mọi người. Quá nhiều ốc, bắt đi bên đi. Bắt đi con, bắt đi. Ốc bự này có ngon gặp nữa nè. Con biết chỉ con. Bỏ đi. Đây. Quá trời ốc luôn mọi người ơi. Cái chỗ này ít dân cư ở mọi người, nên ốc rất là nhiều. Này có con bự nè. Lấy gà đi. Ồ, nghe nhà thấy không? Ốc bự không? Ừ đây nè. Quá trời ốc luôn. Người có nè. Rồi là hang động ha. Đây. Bên đây cũng có này, bên đây. Qua đó đi bên. Cậu đi đi. Xách rồi. Ốc rất là nhiều con mọi người, cái chỗ đảo mình đó thật sự rất là nhiều ốc. Nếu mấy bạn mà nhiều người đi ra đây chơi họ đâu biết chỗ này đâu, chỉ có những người dân địa phương như mình mới biết thôi. Rất là nhiều ốc nha, khu này nè rất là nhiều luôn. Cả nhà ơi, mình vừa tới chỗ này rất ốc rất nhiều mọi người. Bây giờ để mình cho cả nhà xem một chỗ mà rất là nhiều ốc sông kinh, là cái con trúc biển của mình đó, rất nhiều luôn mọi người xem. Để mình cho cả nhà xem nha, một chỗ mà rất là nhiều ốc này luôn. Đó, trong khe nè mọi người. Nhìn thấy không? Hơi khó thấy xíu nè mọi người. Một chỗ mà rất là nhiều ốc luôn. Đó, nhìn thấy không? Quá trời ốc luôn. Đó, một cái khe thôi mà gần tới gần 10 con mọi người. 10 con mà cũng bự không à. Ở đây cũng có nè mọi người. Đây cũng có con nè. Đó. Thấy chưa? Nhóc luôn mọi người, rất là nhiều nha. Ốc có bự không à. Giờ bắt mọi người, mình bắt cái nhà thằng cháu mình bắt thêm một con cua lông mọi người. Ở cái khu này rất là nhiều cua đàn nha mọi người. Nếu mà cậu cháu mình đi từ đây qua đó là rất là nhiều.
nè các nhà thấy không, rất là nhiều cua lông luôn, cua bự không à, bỏ đây đi. Rất là nhiều cua lông, để coi thử mấy chỗ khe này có không, để mình cho cả nhà xem cái khe này nha, các nhà thấy không, cái khe này quá trời luôn, các nhà thấy không, ồ nhóc luôn, nhà thấy không, à, quá trời nhiều luôn, để mình lấy mấy con này lên cho mọi người xem nha, quá nhiều. Rồi, cả nhà ơi, mấy cậu cháu mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Nói chung là mình đã đi giao lưu rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang ở trên chỗ rất là cao của cái hòn đá này mọi người thấy không? Đó. Cả nhà ơi, chắc mình sẽ gán dưới xuống khúc đó nữa. Mình bắt rồi sau đó mình đi về, mình làm luôn ha mọi người. Mình sẽ cạo tất cả mọi thứ, nói chung là mình sẽ làm con chút này ăn. Đó. Rồi, giờ mình đi ra mọi người. Mình đã lội xuống đây mọi người. Đó, rất là cao mọi người thấy không? Đó, tôi nhìn cao quá trời luôn. Mình đi từ từ xuống đây nè, các nhà thấy không, đây hang hốc rất là nhiều. Đó, chỗ này nè. Chắc mình nghĩ là tối tối cá sẽ vô đây nằm ngủ luôn mọi người, nhiều khi cá sẽ vô đây nghỉ ngơi nó ngủ luôn đây nè. Đó, đây mấy ông anh đi biển mình nó thường thường hay đi, mình hay đi với ảnh đó, mà ảnh hay nói mình vậy đó. Có một cái eo nhỏ mình nghĩ là cá sẽ tối vô đây nằm. Đó, đá này mát keo mọi người, wow, mát rượi luôn á. Bây giờ cái nhà thấy xa xa hơn nè, thấy đá không? Ồ, nhà thấy không? Quá trời, hàng quá trời. Cả nhà ơi, mấy cậu cháu mình đã làm xong rồi cả nhà, nói chung là rất là mệt mỏi luôn mọi người. Thì mình và mấy cháu mình đã bắt xong mấy cái con chút cái đàn cua này rồi. Rồi bữa nay bự không à. Bây giờ mình sẽ về bên đó, để về bên nhà mình để mình làm cho sạch sẽ rồi bắt đầu mình thưởng thức cái món này nha mọi người. Nè mọi người, mấy đứa cháu mình nó bắt được như này nè. Đó. Cua này cua gì? Cua lông. Cua lông phải không? Ở đá mình hay gọi đây là cua lông nha mọi người. Ôi cái càng nó bự. Càng bự ra mọi người. Đó, càng quá trời bự bự. Cái này ra mẹ với ông cơm anh xin hả đúng không? Ừ. Ê, ê. Cái gì vậy? Đó mọi người. Lò đi nhiều lắm. Bắt quá trời mà. Còn đây là chút mà. Đây là chút mà, loại này loại bự không mọi người. Mình với mấy đứa cháu mình vừa bắt được. Đó. Còn cái này thì là con ốc đắng. Này thấy ốc đắng bự không? Nó nằm trong đây không à? Cậu ơi, để tụi con đi xuống cho mình cái cọc. Hoa trời bự rồi. Tới suối rửa uống đi. Mình sẽ dẫn đứa cháu mình đi tắm suối cho sạch sẽ. Ngay cả nhà, đây là cái suối tự nhiên của hòn đảo mình. Giờ chúng ta sẽ tắm rửa cho thoải mái. Quá trời mát kia ha. Ồ, nước mát gì. Rửa mặt đây cho tỉnh đây. Quá trời rồi. Trời trời. Ok mọi người, giờ mình vừa bắt xong nè, các nhà thấy không? Đó, rất là nhiều nha mọi người. Đây là ốc sông Kinh, là ốc là con chúc. Bây giờ mình mới ngâm muối qua sông á, rửa muối xong. Mình sẽ cạo hai bên này cho sạch sẽ nha mọi người. Đó, còn cái con này là con cua lông mọi người. Quá nhiều luôn. Rồi, bự bự. Đó, mình bắt xong đó mọi người. Đó, quá nhiều mọi người. Cua. Giờ mình sẽ bắt đầu cạo cho sạch sẽ mọi người, cái lò này rất là dễ lắm. Hôm nay có đóng hình con mớm con mẹ nè. Rồi cả nhà, đây là mấy con chút mà mình làm nè mọi người, thấy không? Đó, này rất là dễ cạo mọi người, chỉ cần mình trụng sơ qua thôi là mình cạo dễ rồi. Dễ mà, rất là mệt rồi. Ơi, đó đâu? Tao kêu phụ nước cho mặt con.
nè mọi người thấy không, đó, cào nè, chút nữa mình sẽ làm tỏi ha. Rửa của con này đâu ra vậy? Con này, con này hả? Đây là cái con ốc đắng mọi người, nó không có đắng mấy đâu nha. Mấy anh cháu mày nói anh nó không có đắng bao nhiêu đâu. Cái này là nó chỉ the thôi không? Mà nó bự ha, ở đây bự ha. Rồi bỏ đây đi. Chút nữa mình sẽ cắt nó ra nhiều, chứ không thể nào để bự vậy mà mình xào đó nha mọi người. Còn nãy lúc mình đi là mấy giờ? 10 giờ. Rồi vậy đó. 11 giờ nè. Nè. Thôi cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ làm cho cả nhà thấy cái loại này nha. Đây cả nhà thấy một chút đâu. Mình đã cạo nước sôi nha cả nhà. Mình đã cạo nước sôi, cả nhà cứ trụng sơ qua thôi, giống trụng bún vậy đó. Đừng có để lâu quá nha. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem cái loại này nha. Đây nè, trước tiên mọi người sẽ lấy cái này ra nha. Đây là cái mề đó nè. Mình sẽ lấy cái này ra từ từ nha mọi người. Đó, thấy không? Nó dễ lắm. Trụng nước sôi là cả nhà sẽ lấy ra dễ dàng thôi đó, thấy không? Thấy cứng ghê không? Giờ mình bỏ đi. Áo giáp của nó. Đúng rồi, giống như là một cái áo giáp của nó vậy đó. Giờ lấy ra nè. Lấy ra đây, mình lấy ra từ nha mọi người. Nếu mà không trụng nước sôi là nó cứng. Đúng, không trụng nước sôi thì nó cứng dữ lắm. Mấy cái trên này cả nhà thấy không? Ăn không được đâu, mình nên bỏ nha. Nè. Khi mà cả nhà lấy cái này ra rồi. Khi cả nhà lấy cái này ra rồi thì nó sẽ rất là dễ nha, chỗ này nè. Giờ mình cạo ra vậy nè. Nhà thấy không? Rất là dễ không? Đó, giờ mình bỏ vô nước cho mình rửa thôi nè. Bỏ vô nước rửa thôi. Mình còn rửa lại nước muối nữa nha mọi người. Để mình diệt khuẩn nè kỹ hơn. Đó, cả nhà thấy không? Rất là dễ nè, đó. Bây giờ mình sẽ cạo hai bên này nha. Bây giờ sạch rồi phải không? Giờ mình sẽ cạo hai bên cho mọi người cùng xem nha. Tại rất là nhiều bạn ở trên kênh của mình cũng muốn coi thử cách làm. Đây, cả nhà thấy không? Không cần cạo kỹ đâu mọi người. Cũng mấy cái còn dư cũng sao đâu nè. Cả nhà cạo sơ sơ nè. Thấy dễ không? Bây mình cạo cái muỗng hay là cạo cái dao thì mọi người thôi. Nè đó. Rất là kỹ, thấy chưa? Nhà thấy không? Đó. Nó dễ ra đâu không? Đó. Dễ ra đâu không? Đó. Cạo kỹ xíu mọi nhà, rất là dễ cạo. Đó, rất là dễ cạo đó. Mình biết có nhiều bạn sẽ không biết cái loại này đâu. Nhìn sơ qua thôi chứ chưa từng ăn mình biết. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ làm kỹ cho mọi người xem cái loại này. Đó, nhà thấy không? Nè. Thấy chưa? Mấy cái này không sao đâu, mấy cái này cả nhà cứ để qua bên đây nè. Cả nhà kỹ cạo giống mình là dễ là đó. Đó nè, cạo nè đó. Mọi người thấy không? Dễ không? Đó. Thấy chưa? Đó. Con mà vậy nè cả nhà thấy không, rất là dễ cạo mọi người. Cả nhà nhớ nha, là mình trụng sơ qua, đừng có trụng kỹ quá. Trụng kỹ quá thì nó sẽ cứng rồi khó cạo đó. Nhà thấy không đó. Như vậy là ăn được rồi mọi người. Còn ai muốn sạch thân nữa thì cạo tiếp vậy thôi, nhưng mà mấy cái này mình nghĩ là ăn vẫn được, thì mình ăn hoành biết. Rồi sau đó cả nhà cắt làm hai ra, cắt ra vậy nghe không cả nhà. Giờ mình sẽ đi chế biến nha. Đó, công đoạn nó là vậy thôi. À, cả nhà ơi, mình và mấy đứa cháu của mình vừa mới làm xong mấy cái con trúc này nè. Đây là ốc sông Kinh cả nhà, tại vì mình vừa nói con trúc cho địa phương dân ta đi biển ta biết cái loại này, với lại một phần là mình sẽ nói là ốc sông Kinh đó, nó có tên gọi là vậy, với lại nó rất là nhiều loài nha cả nhà, nhiều loài lắm chứ không phải là loài này không đâu đó. Thì mình sẽ đem vô và chế biến và xào với bơ để mà cùng thưởng thức cái món này. Không phải cái món này không đâu, mà mình còn một cái món con cua lông nữa nha mọi người. Cua lông á, thì chỗ khác gọi là cua đá, còn chỗ mình gọi là cua lông. Giờ mình vô chế biến nha mọi người, chứ không để mọi người chờ lâu nữa. Vậy nha. Nè, cả nhà thấy không? Đó. Cái nhà cũng không nhất thiết là phải cạo sạch hết cái này đâu cả nhà. Cái này cũng vẫn ăn được không sao nha. Mình chỉ là làm sơ sơ thôi. Cũng rất là dễ cạo lắm. Nó cả nhà thấy không? Đây là mấy cái mài của nó nè. Đó, đây là mấy cái mài của nó nè. Nó rất là cực. Thấy chưa, cạo cũng không có dễ đâu mọi người, cũng hơi khó thôi. Những ai biết làm thì sẽ dễ sẽ làm dễ dàng hơn. Cái này thì mình sẽ cắt ra làm hai nha, mình cắt ra mọi thứ ra làm hai để mà mình làm cho dễ đó. Thấy chưa, ngon lắm mọi người ơi. Đây là cũng là một cái nhân sâm bỉ nha mọi người. Nó rất là nhiều chất bổ trong này, nó nghe nói là nó tương đương với bầu ngư các mọi người đó. Rất là ngon nha. Là con bồ nhiêu ta? 125 gì á?
Ok cả nhà, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là chế biến và sơ chế cái loại hải sâm này cả nhà. Nó cũng là một loại hải sâm đó mọi người, rất là rất nhiều chất bổ. Đó, mình sẽ bắt đầu sơ chế về cái con trúc biển này nha. Nhìn thấy nó ngon cả nhà, rất ngon ha. Đó, mình đã hoàn thành sạch sẽ chân, rửa qua nước muối luôn. Đó, giờ sơ chế thôi. Đây cả nhà chơi, cả nhà thấy nha. Đó, mình đây là cái món cua mà mình đang chuẩn bị làm cho mọi người xem. Đó, đó đây là chút đó hoàn thành xong, mình cắt rất là nhiều. Giờ thì mình đang chuẩn bị rồi, cái càng cái bự, cả nhà thấy cái càng bự không? Ồ, quá trời nhiều rồi mọi người. Hôm nay cậu cháu mình bắt rất là nhiều cái loại cua đá này nha, mà càng nó chắc dữ lắm. Cái này mà rame hay là làm nhiều món khác là hấp dẫn nữa. Còn đây là cái món ốc là vợ mình luộc để riêng. Cả nhà thấy bự ghê không, to không? Còn nó to không à? Nhìn ngon lắm mọi người. Quá đã luôn mọi người ha. Đây là ốc ốc đắng. Cái loại này bự lắm. Quá trời, con nó to to không? Nhìn ngon quá trời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến cái loại chút này nha cả nhà. Nè cả nhà. Bây giờ là mình sẽ làm một cái món đầu tiên nha, là chút hành củ xào ha. Chút xào của hành con. Chút xào của hành. Cái món này là mình sẽ bắt đầu bỏ me với bơ để mà cho tăng thêm hương vị đó, rất là ngon nha mọi người. Mình tính xào bơ mà thôi, mình nghĩ lại thôi, mình sẽ chế biến chung với me vào ăn cho nó có mùi vị thật là ngon nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xào cua lông này ha, với tỏi nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, quá trời tươi và ngon luôn. Giờ chúng ta bắt đầu làm món này nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ xin cùng với mấy đứa cháu mình đã hoàn thành xong cái món ăn rồi. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng vô thưởng thức những cái món của mình nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món ốc sông Kinh, là cái con chúc á, mình làm tới hai món luôn. Với lại thêm một cái ít cua mà hôm nay thật sự là rất là
bất ngờ khi mà bắt được rất nhiều cá mọi người. À lộn, nhiều cua đá mình nói lộn. Thì thôi nha, cho ăn nha mọi người. Ê, có cần lấy đồ đập không? Không. Nè mọi người, cái nhà thấy không? Đó. Đó, cần thoải mái đi. Cái nhà. À. Đó. Đây là cái món ốc sông Kinh của mình nè cả nhà. Rồi ăn đi. Cào sạch thì ăn ngon thôi. Bên ngồi xuống bên. Ừ, quá giòn, cái nhà giống da heo á. Đây là ốc sông Kinh rame, con chúc rame mọi người. Nè. Thành quả của cao cháo mình hôm nay rồi. Còn đây là xào với củ hành rau răm đúng không? Đây cũng có bơ nè. Này là bơ nha mọi người. Bơ bà me. Con cầu găm hả? Ăn đi. Ăn đi Binh. Dơ quá, Binh ngay từ từ. Còn đây là cua đá mà. Ăn cua. Cua lông. Cua này đắt á. Mấy đứa cháu đắt. Giỏ đó mọi người. Hôm nay quá trời hải sản ngon mọi người. Mời cả nhà nha. Ăn đi. Chơi chơi ướt mình ăn được à? Mày sạc á, là nói tại tao được tin mà ăn không hả? Tớ chạy nước ra gì? Nước ướt có rồi. Mấy đứa cháu của mình nó quậy lắm rồi mọi người. Nhiều cái cho không cãi mà nó vui đó. Thôi giờ mời cả nhà nha. Quá ngon. Cua này phải dùng cái đồ đập quá không? Ăn cái bên. À. Cua đang ăn, hơi dai. Cua dai ha. Đang chưa lửa. Trộn trộn lên đang dễ nè. Trộn. Giang bê chứ không? Dai. Này dai không? Dần dần như dai heo rồi. Nếu mà mình ăn không, mình không có ướp một cái gia vị cả nhà biết không? Thịt nó ngọt lắm. Đó. Ăn giống da heo đó. Nếu mà ai đã biết được về cái con ốc sông Kinh này nè, là mình đã từng quay cho cả nhà xem đó. Thì đây là cái lọ mà mình muốn làm nhiều món hơn cho mình cùng thấy luôn. Bóp gỏi được nha. Cái này mình bóp gỏi nè. Rồi mình luộc lên mình chấm với muối ớt chanh nó chờ tới luôn. Rồi là mình bóp gỏi á. Tôi chuẩn bị lấy cục me á. Cái càng cua đá quá chị ngon luôn cả nhà, giống như là một cái bữa tiệc quá chị ngon luôn mọi người. Quá ngon mọi người nha, ngon lắm mọi người ơi. Nó giống da heo á, da dai dần tròn. Cái loại này chất dinh dưỡng rất là nhiều mọi người, dinh rất là cao. Nó tương nó tự tự như là ăn bầu ngư đó, mà bầu ngư sẽ mềm hơn. Cái chất dinh dưỡng của nó sẽ bằng với bầu ngư, nó rất là ngon mọi người. Ngon cái nhà. Rồi, ăn thoải mái vô đi. Ăn mạnh vô đi, ăn mạnh vô đi sao không? Mạnh vô đi. Ngon. Quá ngon mọi người. Ngon quá mọi người. Cỡ càng cua này chắc quá mọi người. Nghe thấy không? Đi nóng cho, đi nóng cho. Con tư là bỏ mà. Này nói chưa mấy đứa làm cực mà, mấy đứa ăn đi. Ngon. Cứng như trời. Chắc kim. Vô nhà cậu lấy cái. Lấy cái chạy đi bên ơi. À, cứng quá. Để ăn cua, tao ngồi xuống để tao ăn cua. Cua ngon. Chút chấm như cái bình cua mới ngon hơn cậu. Cứng như trời. Càng cứng quá. Nó dài heo kìa. Đã rồi kìa. Đã nè, bóp giống luôn. Cái này bóp gõ là ngon. Đang ăn được cái tụt kìa. Xà mày đó. Tại vì cậu đang ăn được cái vỏ nó cung ấy dồn luôn. Vậy đó hả, ghê vậy. Mà chinh dép hả? Dạ hồi chinh dép ơi. Cái quần nó ướt mà. Ơn vậy. Dưới nó địch nó. Sao dính điếc vơi nè. Mất vệ sinh. Rồi có rồi người. Có rồi đó. Trời, mình phải ăn cái món rame xào bơ mọi người, ngon quá.
quá vậy mọi người, ngon ghê. Cát mua ba cơ. Chua chua mẹ ngọt, đã. Mẹ bà cát không? Mình đang ăn một cái chắc, nói chung là một cái con sâm đó kìa nha. Giống hải sâm mà mình đã từng quay cho mọi người xem á. Ủa hải sâm ăn được. Mình nào bắt đi qua này, đi đêm bắt ha. Hải sâm bắt thì nó mới đâu có. Hải sâm đêm nó ra. Bữa nào mấy cái cháu mình chắc đi soi đêm á. Để mà cho mọi người xem thử có cái gì ha. Này cả nhà, mình còn một chảo nữa không? Một cái càng bự ghê quá nha. À, giống như mình mới đi mua ngoài tiệm nữa. Quá trời bự mọi người. Càng nào nấy bự không à. Nhiều lắm mọi người ơi. Rất là nhiều nha. Nè, đây là vô ăn đi. Đây đó. Cái đằng đó à? Cháu buồn chưa? Đi hết luôn hả? Chắc ngã bị nó nhiều quá cậu ơi. Ồ, đảo đổi bảo đổi chỗ ha. Con mì chấm vô ngon. Con quen là con quen. Dạ trời ăn có chọc nghe chưa? Rồi thôi cả nhà, bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha. Nói chung đây là những cái món ăn mà mình muốn dành tặng cho những bạn thích những cái món thịt món ăn như mình vậy đấy. Nói chung là mình còn rất là nhiều món lắm. Cả nhà nhớ thấy hay, nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho cái kênh của Xin Để Ngày Vững Chắc nha. Để mình có động lực để mình ra nhiều cái video hơn để cho các bạn cùng kiến thức. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Đây nè cả nhà, mình đang còn một số con ốc hồi nãy đó. Đó, bây giờ là mình lại sẽ lấy ra để mà thực thức ăn nha mọi người. Được chưa? Đây là ốc đắng nè mọi người, ốc mà mình thay nói cho mọi người nghe đó. Ốc này không có đắng mấy nha, mà đây là loại bự. Loại này là bự lắm rồi đó mọi người. Chết chưa? Cà chưa? Ngon quá ha. Nó lên hết cái ruột. Ngon chưa? Quá trời ốc luôn. Ốc có bự không?